Rồi các bạn trai đạn này là trước khi phẫu thuật cái là bạn có cái mũi mà nó vừa gồ, nó vừa dài vừa to, nó không có cân xứng với gương mặt nhỏ nhắn xinh xắn như này, thì cái mũi nó cũng phải nhỏ, nó ngắn đó. Thì chúng chủ yếu là chúng tôi mài bớt cái phần gồ và làm cho cái mũi nó nhỏ nhắn lại đó, chứ không có nâng cao, để cái mũi sau khi mổ nó cân đối với gương mặt của bạn này. Và Đó, phần đầu mũi thì không biết mình có can thiệp gì không bác sĩ? mình làm cho nó gọn, nó nhỏ và nó ngắn lên chút xíu đó. Em thấy là khách hàng là đang có một cái gồ rất là nhiều, nó rất là Đúng rồi, nhô, rất là cao ở phần sống gồ. mũi, thì mình sẽ tiến hành là làm cho nó thẳng lại cái sống Đúng rồi, chứ mũi. mình không có nâng cao. Và với kỹ thuật gì thì sẽ giúp cho khách hàng mình hạn chế tối đa tình trạng sưng bầm ạ? Nói chung là mình mổ một cái kỹ thuật cảm biến mạch máu, bớt chảy máu trong lúc mổ. Em thấy là bây giờ đây khách hàng đã có một diện mạo mới rất là đẹp đúng không nào? Rõ ràng khác biệt trước và sau khi thực hiện dịch vụ, và chắc chắn là sẽ đem lại sự tự tin cho khách hàng. Mũi mới thì nó cân xứng với gương mặt của bạn đó. Và Thu Cúc cũng có một kỹ thuật là nẹp chéo mũi độc quyền 2 mét nữa, thì sẽ giúp cho khách hàng mình hạn chế tối đa tình trạng sưng bầm nè, và sẽ vào định hình cái dáng mũi nó chuẩn hơn gấp 2 lần ha. Và khách hàng tiến nữa thôi sẽ được nẹp chéo mũi, và chúng ta sẽ cùng gặp lại khách hàng sau khi mà khách hàng quay lại chờ tái khám quý vị nhé.